Trường Trung học Phổ thông Trương Định, thành phố Hà Nội được biết đến là ngôi trường có bề dày truyền thống. Tuy nhiên, sau hơn 40 năm xây dựng, đến nay cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Điều này khiến cho giáo viên và học sinh, phụ huynh lo lắng, bất an bởi nguy cơ cao về mất an toàn trường học. Trường Trung học Phổ thông Trương Định, Hà Nội có 46 phòng học, gần 2.000 học sinh, nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí tường nứt toát, có những vết nứt khá sâu và kéo dài hơn 1 mét. Nguy hiểm hơn là bê tông dầm bong gần hết lớp vữa trát để lộ cốt sắt mục nát. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã phải gia cố bằng khung sắt để khắc phục tạm thời. Ở trong lớp học của em thì đang ngồi, giáo viên và học sinh bị vữa rơi vào đầu, thì trắng xóa cả đầu luôn. Rất là lo nếu như trường rơi cái gì xuống. Hư hỏng từ năm 2013. Đến nay tình trạng này ngày càng nghiêm trọng hơn. Bê tông trong lớp bong ra từng mảng lớn, rất nguy hiểm. Đáng lo nhất là nhiều trụ cột bị hư hỏng nặng. Nguy cơ mất an toàn như vậy, nhưng toàn bộ học sinh và giáo viên vẫn phải duy trì việc dạy và học. Cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc an toàn của giáo viên cũng như học sinh trong quá trình dạy và học. Cũng rất là mong muốn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và sẽ sớm cho chúng tôi có được một cái môi trường làm thế nào đấy để tốt nhất cho giáo viên và học sinh. Theo phê duyệt, dự án trường Trương Định sẽ được xây dựng lại trong một năm, từ tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, cho đến nay, kế hoạch này lại bị lùi lại 6 tháng. Nhưng vấn đề lùi lại đó là do cái việc tìm địa điểm học tạm cũng còn gặp nhiều khó khăn với một số lượng là 46 lớp. Thế nên đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi cũng vẫn mong mỏi rằng dự án của nhà trường sẽ được triển khai sớm và cũng sẽ hoàn thành sớm để thầy và trò nhà trường sớm có ngôi trường mới, đảm bảo việc học tập cũng đảm bảo sự an toàn cho học sinh trong năm tiếp theo. Vui vì sẽ được di dời đến cơ sở tạm vào ngày 15 tháng 6. Nhưng trong thời gian chờ đợi thì gần 2.000 thầy trò vẫn lo nơm nớp từng ngày khi phải thường xuyên đối diện với mối nguy hiểm có thể ập xuống bất cứ lúc nào.